phương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trí. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một cái vấn đề cũng rất là quan trọng đối với bệnh trĩ. Chủ đề hôm nay sẽ là những thói quen dễ gây bệnh trĩ táo bón. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí. Có thể nói bệnh trĩ là một trong những bệnh phổ biến, khá phổ biến thưa quý vị. Bệnh này không lây nhiễm, không xuất phát từ bệnh truyền nhiễm, nhưng mà nó xuất phát từ những cái thói quen trong sinh hoạt hoặc là ăn uống mà gây nên. Nếu chúng ta có biết cách phòng ngừa thì có lẽ bệnh trĩ sẽ không đến với chúng ta. Mà đã bị bệnh trĩ rồi thì thật sự mà nói khó chịu vô cùng quý vị. Đi cũng khó chịu, nằm cũng khó chịu, đứng cũng khó chịu, ăn cũng khó chịu, không có làm gì được hết trơn á. Thành ra nó phải nói một cái hậu quả cũng nặng nề lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, là trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân Gia Định, để cùng tìm hiểu vấn đề này nha. Hai bạn khách mời hôm nay chính là bạn Tuấn và bạn Thi. Hôm nay thì có bác sĩ Minh Công đó, mọi người muốn chia sẻ gì thì cứ chia sẻ đi. Đây là một căn bệnh mà rất nhạy cảm, nhiều khi không ai muốn nói chân á, không dám nói luôn, ngại chia sẻ, mà càng ngại thì càng nặng. À, rồi mình cứ nói chuyện thoải mái đi nha các bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào khán giả. Chào bác sĩ. Chào chị Thi. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện tại tôi làm công việc vệ sinh cho tòa nhà chung cư á. Thì công việc hàng ngày của tôi á, tôi thường xuyên phải đi lại dọn dẹp, với lại á, nhiều khi tôi cũng ít được ngồi nghỉ lắm. Thời gian gần đây tôi phát hiện mình bị trĩ, với lại công việc của tôi phải lao động đứng và đi là chủ yếu, cho nên việc tôi bị bệnh trĩ gây rất là nhiều bất tiện và khó khăn cho việc làm của tôi. Nhưng chưa kể những khi mà sinh hoạt tôi ngồi và tôi đứng, tôi đi hay tôi đi vệ sinh, tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi ngại chia sẻ với mọi người và cũng ngại tới bác sĩ để thăm khám. Tôi có tìm hiểu trên mạng, với lại khi tôi biết là tôi mắc bệnh trĩ độ 2, mà cái bệnh trĩ này của tôi thì chưa nhất thiết phải phẫu thuật. Thời gian qua tôi cũng sử dụng nhiều loại thuốc dân gian, với lại tôi cũng bôi những loại thuốc nội khoa để điều trị. Tuy nhiên chỉ giảm đau rát được một thời gian, chứ búi chỉ vẫn như vậy và không thể chấm dứt được hoàn toàn. Điều này khiến tôi rất là mệt mỏi vô cùng. Đó, ngại ngùng nó lên tới 2, tới 3 rồi mệt luôn ha. Rồi còn bạn Tuấn sao bạn? Trước đây thì tôi cũng bị trĩ và kèm theo táo bón. Thì khám thì bác sĩ bảo tôi trĩ độ 2, nghĩ bệnh của mình chưa nặng nên là tôi uống thuốc vài hôm á. Thì thấy giảm sưng và đau rát nên tôi không uống nữa. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi thường xuyên có cảm giác đau đớn ở vùng hậu môn. Đặc biệt là khi bị táo bón và bị tiêu chảy. Ngoài ra thì triệu chứng bệnh của tôi còn kèm theo cảm giác rất là ngứa ngáy, khó chịu và vướng víu, khiến tôi gặp vô số những khó khăn, bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Sau mà những triệu chứng vừa rồi xuất hiện thì được một thời gian, tôi bắt đầu ra máu khi đi đại tiện. Ban đầu lượng máu khá là ít, tôi chỉ phát hiện máu dính trên giấy vệ sinh. Khi bệnh phát triển lên, lượng máu dần nhiều thành giọt hoặc tia, thì ngay sau đó tôi đã tìm đến bác sĩ, thì bác sĩ đã báo tôi bệnh lên tới cấp độ 3. Đó là phần chia sẻ của bạn Thi và bạn Tuấn. Vậy thì mỗi cái bệnh nó có một cái biểu hiện khác nhau. Nhưng trước hết thì xin bác sĩ Công cho biết chúng tôi biết được là bệnh trĩ cái là bệnh gì, và chúng ta có những cái loại bệnh trĩ nào? Chúng ta biết rằng bệnh trĩ đây là một bệnh lý của đường tiêu hóa dưới rất là thường gặp, 70% dân số Việt Nam mình hay gặp. Bình thường ở hậu môn mình nó có một cái mạng mạch, và mạng mạch này nó nằm sát ở niêm mạc và nó giúp cho vấn đề mà làm cho cái hậu môn lúc mà cũng thông thoáng. Đối với những cái người mà làm tăng áp lực ở bụng, những người ngồi nhiều, những người bị táo bón hoặc là tiêu chảy nhiều lần trong ngày, hoặc là những cái người nghề nghiệp làm tăng áp lực ở bụng, những tất cả những trường hợp đó nó làm cho máu đi dồn xuống dưới. Thì cái mạng mạch của mình, cái máu dồn hết ngày này qua ngày khác thì dẫn đến nó phình ra gọi là trĩ. Và trĩ người ta chia làm hai loại trĩ, đó là trĩ nội và trĩ ngoại. Thì ở cái hậu môn mình nó có một cái đường, trên y khoa người ta gọi là đường lược. Những cái trĩ nào mọc từ đường lược thì người ta gọi là trĩ nội, những trĩ nào mà mọc dưới đường lược người ta gọi là trĩ ngoại. Thì đối với cái trĩ người ta cũng chia làm 4 độ. Độ 1 có nghĩa là cái trĩ nó mới cái phình ra nè, nó không có lòi ra ngoài.
đi cầu mình cảm giác nó hơi vướng tí xíu thôi, nhưng mà hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cái đấy trị độ 2 là mình đi cầu, xong rồi phân vừa xong thì thấy cái mình cảm giác cái cục gì đó lòi lòi ở hậu môn mình á, nhưng mà đi cầu xong thì cái trị nó búi trị nó tuột vào bên trong. Đối với trị độ 3 thì nó cũng giống với trị độ 2, nhưng mà mình đi cầu rồi là cái trị nó vẫn nằm ở ngoài, nó không tự tuột vô được, mình lấy tay mình đẩy vào. Còn trị độ 4 là nó xa ra ngoài luôn, nhiều lúc là xa ra vòng. Khi nào mình bị bón nhiều lâu ngày thì phân nó cứng, mà nó cứng thì đi ngang qua đó, thì khi mà nó cứng thì nó sẽ làm cho cái búi trĩ này nó sẽ vỡ và nó biểu hiện là ra máu. Khi mà ra máu ít thì mình chỉ cái cảm giác là khi sau mình đi cầu xong mình lau bằng giấy á, mình thấy có những cái máu dính trên giấy. Những người mà người ta không có quen thường giấy, người ta rửa thì người ta cảm giác nó ra hơi rác. Hơi rác đó là do cái trĩ này nó vỡ, và đồng thời cái phân này nó bị bón, khi đi qua thì nó làm cho xước ống hậu môn. Còn đối với mức độ mà nặng hơn nữa đó là nó biểu hiện nó không phải nó dính trên cái máu dính trên giấy, mà nó biểu hiện là nhỏ từng giọt. Và nếu nặng hơn nữa thì máu bắn thành tia. Và nặng hơn nữa là đó là cái mình chưa đi cầu, mình mới phân chưa ra, nó đã máu đã bắn ra ngoài rồi, đó là rất rất là nặng. Thưa bác sĩ, theo tôi tìm hiểu có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ, trong đó phần lớn là những thói quen xấu trong cuộc sống sinh hoạt. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn những nguyên nhân gây nên bệnh trĩ được không ạ? Chào chị Thi. Cái vấn đề của chị thì rất là nhiều trường hợp và đến bệnh viện khi thăm khám cũng hỏi vấn đề này. Cái lối sống hiện nay thì mình cái thực phẩm mình ăn nhanh, fast food rất là nhiều. Mình ăn cái thực phẩm đó cho mục đích là tiện lợi cho vấn đề công việc, nhưng mà nó rất là làm cho cái vấn đề mà tiêu hóa mình ảnh hưởng. Thứ nhất là nó làm cho vấn đề mà cái phân mình á, nó sẽ khô đi, nó gọi là táo bón. Trong khi đó đối với công việc mình làm liên tục, mình hơi ít uống nước nữa, thì cái vấn đề táo bón này thì nó lúc nào nó cũng kéo dài dai dẳng. Mặc dù bạn đã có một cái trị độ 2 thôi, mình điều trị chỉ cần bằng 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày thì rõ ràng thì nó hết đau, cái trĩ nó cũng tuột ở trong luôn. Nhưng mà vấn đề là mình không thay đổi lối sống, mình vẫn tiếp tục mình thực hiện những cái thói quen hàng ngày, thì cái bón nó vẫn tiếp tục dai dẳng. Mà bón là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ, mình không cắt được cái nguyên nhân bón thì chắc chắn là cái vấn đề trĩ nó không có hết, mà nó sẽ ngày càng tiến triển dần lên. Ngoài ra những cái công việc mà mình làm tăng áp lực ở bụng, mặc dù mình đi cầu bình thường, công việc mình là ngồi nhiều làm tăng áp lực ở bụng. Khi mà làm nhiều, ngồi nhiều và tăng áp lực ở bụng làm cho cái vùng máu nó cũng dồn xuống thấp, và đồng thời trĩ cũng xuất hiện. Do đó mình phải biết tất cả những cái nguyên nhân đó, mình phải cắt đi những nguyên nhân. Sau khi điều trị thì cái bệnh trĩ nó sẽ không phải tái phát lại, và bệnh trĩ nó cũng không phát triển từ độ này qua độ kia. Dạ, cảm ơn bác sĩ Bảo Hồng Minh Công. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Sao đây mày nhăn nhó vậy nè? Đau chuyện gì đó mày nghe? Đau quá mẹ bị ơi. Cái gì mà đau, nói nghe coi, bị gì vậy? Bị cái bệnh đó. Bệnh đó là bệnh gì? Thì cái bệnh trước. Trời ơi, con ơi con, mỗi ngày con một bệnh, con phải nói rõ bệnh gì mẹ mới biết chứ. Mày nói bệnh đó là biết bệnh gì? Bệnh trĩ đó. Trời ơi, ta đã ngại rồi mà cứ bắt ta nói ra hoài. Trời ơi, bệnh trĩ là chuyện bình thường mà con có gì đâu mà con mắc cỡ. Hơn nữa là mẹ mình là mắc cỡ cái gì? Mày kỳ cục quá. Làm gì kỳ? Con trai đẹp trai vậy mà chưa có vợ, chưa có con mà bị trĩ. Ê, con giống mẹ nhà có Phúc á. Trời ơi, giống gì, giống vụ trĩ mà có Phúc vậy. Mà con thấy cũng ngộ ghê ha. Thì sao? Con đi làm, con ngồi ở công ty một ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Con bị trĩ thì không nói. Còn mẹ ở nhà ăn mà đi chơi, đi chợ không mà cũng bị trĩ, không hiểu sao luôn. Bởi tôi nói trĩ nó không có chừa một ai hết trơn á. Thì mẹ công nhận mẹ ở nhà, nhưng mà mẹ đâu có phải ở không đâu con. Mẹ cũng đi chợ ha, mẹ cũng vận động, mẹ cũng tập thể dục nè. Nhưng mà có cái ăn uống thôi đó, mẹ ít ăn chất xơ. Mẹ thích ăn đồ chiên, đồ xào, đồ nóng đó. Bởi vậy mẹ mới bị đó. Ê mày nói nghe nè. Mẹ thấy ông chưa ở shop mình đó nghe. Hình như ông mới đi cắt về hay sao á. Giờ mày nghĩ giờ con đi cắt đi cho hết. Có tầm 7 tầm 8 cắt thôi cắt. Con đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói là con chỉ ở bị cấp độ 2 là cấp độ nhẹ thôi, có thể ở nhà tự điều trị được. Thôi ông ơi, ông làm biến đi bác sĩ, ông sợ đau ông nói vậy. Trời đất ơi, bị trĩ mình phải trị, mình phải cắt cho nó tiệt gốc. Chứ đâu có mà không mà đi tự điều trị mình tự nó hết được. Có tự điều trị mình uống thuốc rồi mình bôi thuốc thôi, chứ không có cần phải cắt. Chừng nào nặng lắm thì mới cắt. Thưa bác sĩ, thì bệnh trĩ có nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ có một cách điều trị riêng của nó. Như vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết là những đối tượng nào mà
cần phải đến bệnh viện để phẫu thuật và những đối tượng nào phải điều trị ở nhà? Trong cái trĩ thì chia làm 4 mức độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Đối với độ 3 và độ 4 là xem như là mức độ nặng. Nếu trường hợp mà độ 3, độ 4 ở nhà mình đã sử dụng thuốc hay là mình đi điều trị sử dụng bằng cách là không phẫu thuật là dùng thuốc mà không hiệu quả thì lúc đó mình phải đi vào bệnh viện để điều trị bằng phương pháp gọi là phương pháp có thể phương pháp qua nội soi. Phương pháp qua nội soi có nghĩa là mình soi mình thấy búi trĩ nào nó lớn mình thắt cái búi trĩ đó đi. Còn đối với những cái búi trĩ mà độ 4 là nó xa ra vòng ra ngoài rồi mình thắt rất là khó, do đó người ta có phương pháp phẫu thuật lông gô, đó là phương pháp rất là tuyệt vời. Tuy nhiên trong cái điều trị người ta vẫn đề cao nhất đó là cái dự phòng, mình điều trị dự phòng đừng có để bệnh nặng hơn. Về cái trĩ mà độ 1 và độ 2 thì chúng ta có thể sử dụng thuốc. Thì hiện nay thì rất nhiều loại thuốc, như là tôi đối với Tây y nó cũng có cái thuốc để điều trị trĩ, Đông y cũng có thuốc điều trị trĩ. Nếu mà cái cơ thể mình mà thấy mà nó vấn đề mà uống Tây y mà nó nóng quá, nhiều người người ta rất là sợ uống Tây y thì mình dùng Đông y. Thì Đông y hiện nay trên thị trường nó có một cái thuốc gọi là An Trị Vương, giúp cho vấn đề điều trị trĩ rất là tốt và đồng thời nó cũng phòng ngừa được vấn đề cái bệnh trĩ. Dạ, cảm ơn bác Minh Công. Quay trở lại với hai khách mời ngày hôm nay, các anh chị cũng đã chịu rất nhiều cái đau đớn về cái bệnh trĩ này rồi và rất là nhiều phải nói cái phiền toái. Vậy thì anh chị trong những lúc đó anh chị sẽ sử dụng cái gì để có thể điều trị, tự mình điều trị hoặc là nghe ai đó điều trị như thế nào? Dạ thưa bác sĩ, thì tôi cũng sống chung với căn bệnh này khoảng 1 năm rồi. Do tâm lý cũng e ngại nên tôi không có tới viện để thăm khám. Tôi thường hay lên mạng xem quảng cáo, rồi xem những cái sản phẩm điều trị hay, những loại thuốc bôi để điều trị. Tôi cũng xem, rồi tôi mua về tôi tự dùng. Khi tôi thấy mọi người phản ánh chất lượng sản phẩm nào tốt á, là tôi cũng tìm hiểu, rồi tôi cũng mua về sử dụng. Cứ dùng một thời gian đầu á, thấy đỡ đỡ một chút, thời gian sau á, nó lại tái phát lại. Tôi ám ảnh với những lần đi đại tiện bởi nó ngứa rát, rồi đau nhất và sợ nhất á, là nó chảy máu càng xuất hiện nhiều hơn. Tới bây giờ tình trạng hiện tại của tôi á, vẫn như vậy. Hôm nay tôi tham gia chương trình này, mong bác sĩ đưa ra một phương pháp hiệu quả để giúp tôi chữa trị dứt hẳn căn bệnh này. Tôi may mắn hơn chị Thi, do là cánh đàn ông của chúng tôi không hay e ngại như chị em phụ nữ. Ngay từ khi phát hiện mình bị trĩ nặng á, thì tôi đã chủ động tới gặp bác sĩ để nghe và phân tích về tình trạng bệnh của mình. Tôi có nghe bác sĩ chia sẻ về tình trạng bệnh, lại có một phương pháp chữa trị khác nhau, bởi cho nên chúng ta không thể tự ý tham khảo rồi điều trị tại nhà mà không có chỉ dẫn được. Đối với tình trạng của tôi á, thì bác sĩ khuyên dùng các sản phẩm như là diếp cá, đương quy, nghệ, hoa hòe, kết hợp với thuốc bôi ngoài sẽ giúp cải thiện nhanh được bệnh trĩ. Tôi đã tìm hiểu và sử dụng bộ sản phẩm An Trị Vương, dạng viên và dạng gel, thấy hiệu quả khá tốt cho bệnh của mình. Sau 2 tháng thì bệnh của tôi cải thiện đáng kể, búi trĩ đã co gần hết, không còn táo bón hay đau rát và chảy máu nữa. Tôi sinh hoạt bình thường, không còn bị trĩ hành hạ khổ sở như trước đây nữa. Ở hai cái chia sẻ của hai khách mời thì chúng ta thấy được rằng là có đương quy này, hoa què này, cá vân vân. Đây là một loại thảo dược nó rất là quen thuộc với dân gian của chúng ta, truyền thống của rất là nhiều người bị bệnh trĩ. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được là hoa què nè, rồi đương quy nè, giúp cá nó có cái nhiệm vụ gì để hỗ trợ chữa bệnh táo bón cũng như là trong cái bệnh trĩ? An Trị Vương thì nó trong đó cái thành phần nó là rau giúp cá. Cái rau giúp cá này nó có cái thành phần đó là làm cho bền vững thành mạch. Thứ hai là nó có tính chất là kháng khuẩn. Và thứ ba là nó làm cho cái sự mà tăng tính thấm thành mạch nó sẽ giảm đi. Thì nó sẽ làm giúp cho cái mạch máu bình vững và làm đề phòng được cái trĩ. Cái thứ hai là trong cái An Trị Vương nó có cái chất gọi là curcumin. Curcumin đây là một cái thành phần của trong cái nghệ. Thì curcumin nó cũng làm bền vững thành mạch, đồng thời nó có tính chất là kháng khuẩn, lành sẹo nhanh. Cái thành phần thứ ba nữa đó là cái thành phần gọi là cái rutin. Cái rutin thì có rất nhiều trong cái hoa hòe. Thì cái rutin này thì nó mục đích là nó cũng làm bền vững thành mạch và đồng thời nó có một cái tính chất đó là tính chất nhuận trường. Nó làm cho cái phân mình nó cứng, mình đang cứng mình uống vô thì nó vừa làm bền vững thành mạch, vừa làm nhuận trường, làm cho phân mềm đi thì nó cũng đề phòng được cái trĩ. Và cái cuối cùng đó là cái đương quy. Đương quy đây là một cái thành phần mà nó có tính chất nhuận trường,
đồng thời cũng có tính chất là tăng bình vững thành mạch, và đồng thời nó có tính chất tạo máu. Nếu mà mình uống một cái thuốc mà nó đầy đủ tất cả những thành phần đó thì giúp cho vấn đề điều trị trị rất là tốt, và đồng thời nó cũng phòng ngừa được vấn đề cái bệnh trị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. An Chị Vương hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Chị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ôi mẹ mẹ, cái mùi gì mà tanh đình vậy? Đây. Cái gì vậy? Đây. Gì xanh lè xanh lét, gì yêu quái vậy trời? Trời yêu quái mới trị bệnh yêu quái của con. Mình bị bệnh trĩ, mình phải chịu khó dụ tanh cách mấy cỡ uống con à. Thôi trời ơi, con uống nó làm gì vậy? Không cần biết là cái gì, mà ông uống được mà ông hết là được. Người ta xài rồi, người ta hết đó. Thôi con có uống đâu, nhìn cái nước thấy ghê, đắng nhét không có uống đâu. Chưa uống sao biết đắng. Trời, nhưng mà thuốc đắng mới giả tật á con à. Ê này, mẹ nói con nghe, cái bệnh của con đó, mẹ buồn quá, mẹ mới đi tâm sự. Tâm sự với vợ ông Trương, bà mới nói là ổng bị, ổng uống cái nước này, ổng hết đây nè. Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy ghê quá, sao uống? Có gì đâu mà ghê, cái này là thuốc dân gian, rau diếp cá đó, xay ra. Trời ơi! Sao ta không có làm ra cái sản phẩm làm gom vô cái viên, cái mình uống cái viên, uống cái chén, trời ơi, nhìn rợn người luôn. Người ta đã uống rồi, người ta hết hiệu quả đây nè. Vợ ổng còn đưa cho mẹ cái này nữa nè. Gì nữa? Anh nói cái này là chị trị bệnh trĩ mà mẹ chưa có coi, để con coi thử coi. Thành phần cao diếp cá, cao đương quy, magie rutin. Ủa? Cái loại này là để bôi luôn hả mẹ? Mẹ đâu có biết. Ủa vậy hả? Dạ. Cái này là xích đó hả? Nè, ta đề đã bôi ngày 2 đến 3 lần nè. Ờ, vậy thì được rồi. Ừ, thì được hả? Được không? Được. Ờ, nếu vậy thì thôi, thì con cứ xài đi. Nếu mà được thì xài nguyên một bộ rồi nè. Cậu em theo uống cái này nữa nè. Cũng có rau phần thành phần là rau diếp cá đó. Thì cái này rau diếp cá mày sai đây nè. Vừa uống vừa bôi uống đó nữa hả? Ừ. Thưa bác sĩ, cũng như nhân vật vừa rồi, hiện tại là sức khỏe của tôi cũng bị chỉ như thế. Thì không biết tôi sẽ sử dụng An Chỉ Vương như thế nào và cách sử dụng như thế nào. Thưa bác sĩ hướng dẫn cho tôi ạ. Tôi cũng mắc trĩ ở độ 3, nặng hơn chị. Tôi uống liều tấn công 9 viên một ngày trong 2 tháng. Giờ đang giảm liều 6 viên ngày trong 2-3 tháng tiếp theo. Kết hợp sử dụng gel bôi hàng ngày sau khi tắm. Giờ bệnh đã đỡ nhiều, búa trĩ đã co lên không còn thấy khi đi vệ sinh, không còn bị táo bón và chảy máu nữa. Theo lời khuyên thì nên uống duy trì theo liều 4 viên một ngày trong 1-2 tháng cuối để đề phòng bệnh tái phát. Và không biết là đúng không thưa bác sĩ? Chào hai bạn, bạn đã chia sẻ vấn đề mình điều trị An Chỉ Vương thì cái liều mà bạn nói rất là đúng. Và trong đó mình có một cái điều trị phối hợp, đó là mình dùng cái gel An Chỉ Vương. Gel An Chỉ Vương nó có tác dụng khi nào mà búa trĩ nó lòi ra ngoài ở hậu môn, và cái An Chỉ Vương nó có tác dụng là chống viêm, chống phù nề, làm bình vững mạch máu. Do đó mà búa trĩ này nó sẽ co lại và nó chạy lên trên từ độ 3 nó xuống còn độ 2. Tuy nhiên đối với khi mà điều trị ổn định, mình vẫn tiếp tục điều trị An Chỉ Vương trong cái liều đề phòng, phòng ngừa. Và đồng thời cái vấn đề quan trọng đó là mình phải thay đổi lối sống. Nếu trường hợp mình bị táo bón thì mình phải ăn nhiều rau, uống nhiều nước. Thứ hai là nếu công việc mình ngồi nhiều, mình cố gắng mình ngồi trong vòng 20 phút, sau đó mình đi tới đi lui. Đừng nói mình ngồi nhiều quá, nó dẫn đến một cái bệnh trĩ. Nhưng mà rất là khó khăn anh Vương Linh ạ. Tại vì đối với cái công việc mà ngồi nhiều, ví dụ như là đối với tài xế, không thể nào mà đang chạy mà đứng dậy đi được. Thứ hai là đối với những người mà công nhân mà làm dây chuyền,
mình đứng dậy là chắc chắn cái dây chuyền nó sẽ làm cho cái vấn đề mà cái công việc của công ty đó nó sẽ ảnh hưởng. Do đó đối với những người mà có bệnh trĩ, khi mình điều trị ổn định thì mình nếu mình ngồi nhiều mình phải tập thể dục tại chỗ. Mình cố gắng mình tập thể dục tại chỗ để giúp cho máu lưu thông thì nó cũng hạn chế chuyện đó. Và đồng thời quan trọng là làm sao đừng đỡ bón, tự mình ngồi nhiều là một nguyên nhân dẫn đến bón. Do đó mình cũng mà không đỡ bón mà phải ăn nhiều rau, uống nhiều nước. Còn đối với những cái người mà làm việc văn phòng, để công việc công văn phòng thì ngồi trên máy tính rất là nhiều. Và thứ hai là mình sử dụng những cái thức uống mà nó có chất kích thích, ví dụ như cà phê. Do đó mình cũng hạn chế những cái thực phẩm đó, tránh những trường hợp táo bón. Và đồng thời đối với những người văn phòng thì rất là dễ, mình chỉ cần mình 20 phút mình đi tới đi lui trong sông đó, mình ngồi lại để mình làm công việc xử lý tiếp. Còn đối với khi mà cái bướu trĩ mà nó đã chạy lên trên rồi thì các bạn không cần dùng cái thuốc gel nữa, thì lúc đó mình thoa là thoa ở ngoài thôi, chứ hoàn toàn không có tác dụng bên trĩ, mà lúc đó mình sử dụng thuốc uống. Mình cứ uống ngày 4 viên chia làm 2 lần và kéo dài nhiều trong nhiều tháng, kết hợp với vấn đề thay đổi lối sống, ăn nhiều rau, uống nhiều nước thì rất là tuyệt vời để phòng ngừa cái vấn đề bệnh trĩ sau này tái phát trở lại. Bây giờ sẽ là những câu hỏi trực tiếp gửi về cho bác sĩ Minh Công. Thưa bác sĩ Minh Công, tôi là một nhân viên văn phòng, ngày ngồi 8 tiếng, ít có thời gian luyện tập vận động. Bạn bè thường hay rủ rê tụ tập nhậu nhẹt, vợ tôi thường hay nhắc nhở mà cứ vậy tôi sớm bị bệnh trĩ. Vậy thưa bác sĩ, để ngăn giảm cái nguy cơ bệnh trĩ tôi cần lưu ý những gì ạ? Chào bạn. Ngoài cái vấn đề mà cái nguyên nhân ban đầu mình đã nói là về vấn đề cái trĩ đó là do mình ngồi nhiều, do táo bón, do tăng lập ổ bụng, do thay đổi lối sống, mình làm cho cái vấn đề cái tiêu chảy gì đó rất là nhiều. Nhưng mà ngoài ra cái bia rượu nó cũng làm cho cái nguyên nhân tăng cái tình trạng bệnh trĩ nặng hơn. Tại vì cái bia rượu là một chất kích thích mà khi mình uống vào thì cái mạch máu mình nó giãn ra, thì trong đó có mao mạch, vùng hậu môn nó cũng giãn. Các bạn đã có trĩ rồi chắc chắn là vấn đề uống bia uống rượu thì làm cho cái bao mạch nó giãn ra, làm cho trĩ nhiều hơn. Mà trĩ nhiều hơn thì cái bệnh trĩ ngày càng sẽ nặng hơn chứ không có hết. Mặc dù bạn có uống thuốc nhưng mà bạn không cắt được cái nguyên nhân đó thì cái bệnh trĩ rất là khó bớt. Do đó đấy, đầu tiên thì khuyên bạn nên ngồi trong vòng khoảng chừng 20 phút đến 30 phút thì bạn tập thể dục tại chỗ hoặc đi tới đi lui, sau đó mình làm việc tiếp. Và cái thứ hai là đối với mình về chiều mình uống bia uống rượu thì đây là một cái vấn đề giao tiếp. Nếu khi cần thì các bạn có thể giao tiếp và uống được, nhưng mà mình uống cái liều nào sao cho nó phù hợp cho cái cơ thể của mình. Là mỗi ngày mình chỉ uống được 300ml rượu bia, còn đối với rượu van thì uống 150ml, còn đối với rượu mạnh thì uống được 50ml rượu mạnh mỗi ngày. Chúc bạn có một cái ngày vui vẻ và chúc bạn có một cái thay đổi lối sống để giúp cho bệnh trĩ cải thiện. Chào bác sĩ, tôi vừa mới phẫu thuật cắt trĩ được một tháng. Trước đây tôi được chẩn đoán là trĩ nội cấp 4. Sau khi phẫu thuật, bệnh trĩ có thể tái phát không ạ? Nếu có thì tôi cần tuân theo những liệu pháp, biện pháp gì để ngăn ngừa bệnh tái phát ạ? Chào bạn, bạn có một cái trĩ độ 4 và đã phẫu thuật. Đó là một cái điều trị rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, bệnh trĩ là có nhiều nguyên nhân dẫn đến. Ví dụ như mình ngồi nhiều, ví dụ như mình táo bón, ví dụ mình đi cầu lỏng kéo dài, mình làm những cái việc mà tăng áp lực ở bụng thì những cái trường hợp đó vẫn trĩ tái phát trở lại. Do đó mà khi mà bạn đã điều trị đã thành công thì bạn nên có một cái phương pháp đề phòng, đó là thay đổi lối sống, có nghĩa là mình ăn nhiều rau, uống nhiều nước và trong đó mình ưu tiên cho rau giáp cá. Nếu mà trường hợp mà bạn thấy rau giáp cá bạn ăn còn không được thì đông y hiện nay trên thị trường đó có một cái thuốc gọi là An Trị Vương, trong đó thành phần nó là rau giáp cá. Mình vẫn tiếp tục điều trị trong cái liều đề phòng, phòng ngừa để hạn chế vấn đề tái phát trĩ sau này. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì những cái thảo dược thiên nhiên lành tính như là diếp cá, đương quy, nghệ, hoa què có tác dụng tốt trong việc điều trị dứt điểm bệnh trĩ. Vậy nếu sử dụng tại nhà, tôi có thể điều chế những cái thảo dược trên như thế nào và liều dùng ra sao? Cái An Trị Vương gồm có 4 thành phần như bạn đã mô tả. Thì đối với những 4 thành phần này là trong cái cỏ tự nhiên. Đối với trong một bữa ăn hàng ngày mình cũng có thể là mình ăn rau giúp cá, mình có thể sử dụng những cái hoa hòe mình chế ra nước mình uống giúp người trà. Hoặc là đối với những cái đương quy, nhưng mà những cái thành phần này mình không cân đo đóng một cách chính xác được. Do đó mà hiện nay trên thị trường có cái thuốc và đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và người ta đưa ra cái liều này rất là chuẩn và phù hợp với cái bệnh lý của mình. Do đó mình sử dụng những cái thuốc này là rất đơn giản, mình không có tốn kém thời gian để giúp cho vấn đề mình chế tạo ra cái món ăn này món kia. Thì mình sử dụng với cái sáng 2 viên, chiều 2 viên mình để đề phòng rất là tốt và có thể uống lâu dài. Như vậy là chúng ta vừa nghe
tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công chia sẻ về những cái cách phòng và điều trị bệnh trĩ. Có thể nói đây là một trong những cái chia sẻ rất là tốt cho tất cả mọi người ha. Bệnh trĩ nó chiếm rất là nhiều, đại đa số người dân Việt Nam ta bệnh trĩ thưa bác, và có nguy cơ bệnh trĩ luôn. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm điều trị, đặc biệt là hai bạn, bạn Thi, bạn Tuấn ở đây. Mong rằng với sự chia sẻ đó chúng ta sẽ có cách phòng ngừa điều trị tốt với bệnh trĩ ha. Thêm một điều nữa là có An Trĩ Vương rồi, giúp xua tan nổi lo bệnh trĩ táo bón nữa. An Trĩ Vương hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng An Trĩ Vương giúp xua tan nỗi lo về bệnh trĩ táo bón của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bệnh trĩ tuy không gây nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai mắc phải. Chẳng dễ chịu gì khi bệnh trĩ khiến chúng ta lúc nào cũng phải khó chịu ở vùng hậu môn, trực tràng, nhất là khi chúng gây biến chứng đau đớn, tắc mạch, xà búi trĩ, hoại tử, chảy máu kéo dài gây tình trạng thiếu máu. Hiện nay việc sử dụng các thảo dược thiên nhiên lành tính, ít tác dụng phụ giúp hỗ trợ điều trị ngăn ngừa bệnh trĩ được nhiều bệnh nhân tin dùng. Đặc biệt là các loại thảo dược như diếp cá, đường quỳ, hoa hòe, nghệ tươi có tác dụng hữu ích trong việc giảm viêm, sưng nề các búi trĩ và giảm thể tích các búi trĩ của bệnh nhân. Sau một năm tôi bị cái căn bệnh trĩ này nó hành hạ, lúc nào cũng cảm thấy là đau rát, buốt và khó chịu. Thì khi mà được hướng dẫn sử dụng cái An Trĩ Vương, tôi sử dụng cái sản phẩm này, thành phần nó là rau diếp cá, đương quy, nghệ vàng. Tôi sử dụng kết hợp với gel An Trĩ Vương bôi. Thì sau 2 tháng sử dụng tôi cảm thấy cái kết quả rất là hài lòng. Nó không còn ngứa rát và cái búi chỉ nó cảm thấy là nó teo nhiều. Tôi cảm thấy là rất là thuận tiện cho công việc hiện tại của tôi. Và tôi tự tin hơn với hiện tại. Bây giờ mình không có phải là bị những cơn đau đó nó hành hạ nữa. Tôi sẽ tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm để cho nó hết hẳn căn bệnh này. Trong mọi trường hợp phòng và điều trị bệnh trĩ, nên ăn nhiều rau xanh, quả tươi, uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế đồ ăn cay nóng như rượu, cà phê, ớt, hạt tiêu, không nên ngồi nhiều, đứng lâu, mang vác nặng, nên tập thể thao mỗi ngày khoảng 30 phút, tốt nhất là yoga, đi bộ, bơi lội, không nên tập tạ hay những môn thể thao phải gồng mình. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ.